Thì em cũng chào hỏi như bình thường như mọi lần đó. Vâng, em gặp cô. Thầy cô thấy bài em chưa? Thấy rồi, em lên trình bày đi em. Vâng. Thầy và cô, em tên là Hoàng Thị Minh, là thành viên của lớp EC1740 và giảng viên hướng dẫn của em là thầy Vũ Văn Định ạ. Đây là bài hoàn thiện của em ạ. Đầu tiên là về áo thì em có sử dụng Magic One Tool để tách phông áo và sử dụng pen để tách logo và tạo thêm lớp mặt lạ và sử dụng Garden Tool để tạo lên cái màu phông màu lè này ạ. Và ô mũ em đều làm các công cụ tương tự ạ. Và thêm Dark Shadow để đổ bóng ạ. Đây là poster của em. Poster của em thì em có sử dụng thêm bảng level để chỉnh ánh sáng và Cover để chỉnh màu sắc đậm nét hơn ạ. Em sử dụng Auto Glow để làm sáng viền chữ ạ. Và dụng pen để vẽ các đường kẻ này ạ. Và em vẫn tách làn như các phần trước ạ. Và em có sự ở phần địa chỉ thì em có sử dụng Lighten để hòa trộn với màu phông ạ. Tiếp theo là stand đi thì em các công cụ tương tự, em chỉ là chỉnh kích thước cho đúng với lại stand đi và banner ạ. Và ở phần banner thì em có sử dụng thêm Edit Tool để vẽ những cái hình tròn này ạ. Và đây là biển vẽ của em. Biển vẽ thì em sử dụng Auto Ground để làm phát sáng viền của logo ạ. Và đây là mockup ạ. Các mockup phần lớn thì em lấy hình ảnh của các hình ảnh chính rồi em ghép vào, sử dụng thêm Auto Glow để làm phát sáng viền và drop shadow, thêm bảng level hoặc là bảng curve để làm sáng và làm đậm nét hình ảnh hơn ạ. Và đây là bài tổng thể của em, mong thầy và cô nhận cho thêm ý kiến nhận xét ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn phần trình bày của bạn Hoàng Thị Minh. Thì bài của bạn nhìn chung màu sắc tổng thể là có sự tương đồng cho một sự kiện. Thì bài này thầy cũng đã góp ý trên lớp rất là nhiều. Thì cái bài này em phần công cụ em thể hiện cũng đã tốt, khá là tốt. Em sử dụng pen để em vẽ được các cái đường dọc cái sọc trắng kia. Mới đầu thầy cứ tưởng em copy trên mạng về, tuy nhiên là em cũng đã sử dụng tốt các thành thạo các cái công cụ này. Thì đấy là một cái rất là đáng khen ngợi. Một số các cái khác thì em quản lý layer nó cũng cũng khá là ổn ở đây. Thì những cái bài này thầy nhớ là cũng đã sửa một hay hai lần và cũng đã cho em tập duyệt bài assessment hoàn thiện rồi. Thì những cái góp ý thầy đã góp ý là xin mời cô, nhờ cô Huế sẽ góp ý thêm cho bạn để có những cái hành trang tốt nhất cho bạn ạ. Xin mời cô ạ. Là các bạn cũng trải qua các giai đoạn và cũng được thầy hướng dẫn thì cô ấy cũng nhìn thấy cái bài có sự đồng bộ với nhau và bạn cũng biết cách là lấy cái tín hiệu nhận diện ở từ logo đưa vào cái phần thiết kế toàn bộ xuống các cái ấn phẩm truyền thông quảng cáo, ví dụ banner, standee, poster. Đấy thì đấy là một cái khá là ổn. Về cái tiếp theo đó là có sự đồng bộ, tức là đồng bộ ở đây nó giống với 75, nó là cái cỡ mở ra để có một cái chương trình ưu đãi đối với khách hàng thì mình sẽ đẩy lên một chút. Đấy. Thế còn ví dụ như xuống phần poster thì cô không hiểu là sao poster lại dùng cái thông điệp kia. Tại vì là cũng có thể là em dùng cái một cái thông điệp chung, nhưng mà mình đang làm sự kiện thì mình chạy theo một sự kiện thì nó sẽ có sự nhất quán. Thế còn ví dụ như sang cái standee thì với phông chữ của em đang sale 50% nghiêng theo kiểu chuyển động và không chân thì ở cái phần standee em lại giảm sắc, lại phông có chân. Xong lại cái 50% thì cái cách làm của em nó lại khác với lại cái phần banner. Tất nhiên là có cái sự thay đổi, nhưng mà cái thay đổi đây nó phải có đồng bộ về cái việc sắp xếp context. Bởi vì cái này thì thầy định hướng dẫn khá là kỹ rồi, và cái tài liệu thầy định up lên thì chắc các em cũng 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 nắm được. Thế còn bài của em thì sử dụng tốt ở phần công cụ và có những cái phần quản lý rõ ràng, sử dụng hiệu ứng nó cũng hiệu quả, sử dụng màu sắc cũng khá là ổn. Đấy là cái phần nhận xét ngắn gọn của cô.
Xin mời thầy định. Thầy đã nhìn thấy bài của em chưa ạ? Thế rồi em mới zoom to cái màn hình em một tí nữa. Rồi em trình bày đi. Vâng. Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Lê Thị Minh Phương ạ. Mã số sinh viên của em là BH25797. Đây là bài hoàn thiện của em ạ, bao gồm có photo steady, banner và các mẫu pop-up, mẫu ảo ô và biển vẫy ạ. Bài hoàn thiện của em thì em theo thương hiệu là Pepsi, đầy ba màu chủ đạo là đen, sáng và xanh. Với banner thì đầu tiên là nền đen, sau đó là chủ đề này là kết hợp với chương trình Giáp Việt, thì em đã đưa ảnh của Giáp Việt vào và dùng chế độ Blue Tone để Blue Tone và giảm độ opacity của nó xuống để hòa trộn với phông nền đen hơn. Tiếp được logo thì em tải trên mạng về và tách nền, dùng Ventoon để tách nền ạ. Về các chấm xanh thì em dùng Elite Tool để tạo và đổi màu cho nó. Các giải nước này thì em dùng Brut nước để tạo và tô màu cho nó để tạo hiệu ứng nước cho Pepsi ạ. Về hình cô gái thì là em dùng Ventoon để tách, sau đó là ghép vào và em dùng các giải màu xanh và đỏ ở dưới để khiến cho hai hình nó hòa trộn với nhau và nổi bật cô gái trên phông nền ạ. Về chữ mới thì em dùng Elitone để tạo và dùng mặt nạ để đổ màu cho nó. Về chữ vị tranh và Zizocalo thì em dùng công cụ T để tạo và vẽ cong ạ. Về chữ mới thì em dùng công cụ T để nạ để tạo và dùng Sketchup cũng như là Drop Shadow để tạo cho nó nổi trên phông nền của xanh và trắng ạ. Các lát tranh thì em cũng tải trên mạng về tách nền, sau đó là tách nền và công cụ Ventoon, Ctrl Z lên để nhân đôi layer và đổi chiều để các tranh nó hòa trộn trong hình luôn ạ. Về các giải nước thì em hòa trộn đưa em lập em tách nhiều lớp nước để chồng lên nhau, sau đó là các lon nước này thì em lấy được trên mạng về sau tách nền và dùng chế độ hòa trộn để nó hòa nhập với phông nền hơn ạ. Về mock-up của banner thì đầu tiên thì em dùng công cụ Ventoon để tạo vùng chọn, sau đó là chuyển nó sang chế độ Convert to Smart Object. Cũng đã có một hay hai buổi để bảo vệ thử, thì cái bài này thầy cũng đã sửa nhiều. Thầy nhớ là cái poster cũng như cái Sandy thầy nhắc các em là bỏ hai cái mũ ở bên trên đi đi. Và hình như là thầy trên lớp thầy cũng đã bảo và em đã bỏ đi rồi, không hiểu sao cái bài hoàn thiện em vẫn để hai cái mũ. Thực ra cái bài này về công cụ em làm khá tốt, em thành thạo, em nói cũng rất là nhanh, thì chứng minh là cả một điều là em cũng đã làm về phần công cụ khá tốt. Tuy nhiên là phần thẩm mỹ chúng ta nó chiếm tới 3 điểm, thì trong 3 điểm này thì em làm nó hơi dối. Cái mũ thầy nhớ thầy nhắc thầy, em bỏ đi rồi mà không hiểu tại sao em vẫn cứ để vào. Xong là mình hơi tham, mình thiết kế mà thiết kế thì mình phải tiết chế một chút, tiết chế sao mà để nó phù hợp với như cái tặng cộng như vậy. Thế thầy chẳng đọc được cái tặng tặng cộng này, nó rối tinh hết cả lên nhá. Cái bài này mình làm được, mình công cụ mình làm tốt thì mình phải phải nhưng mà mình phải vận dụng được nó chứ không phải phải làm xong mình cứ bôi rất là nhiều xong cuối cùng là nó không hiệu quả. Thì đấy là những cái mà chúng ta lưu ý. Nó xin mời cô Huế cũng góp ý thêm cho bạn, là xin mời cô ạ. Cô Huế bật mic ạ. Cảm ơn thầy Định. Cô ấy thì chắc không có ý gì nhiều. Bài này thì thầy cũng đã nhận xét khá là chính xác, bởi vì bạn này thì cũng đánh giá là bạn có sử dụng công cụ tốt và có sự đồng bộ. Thế tuy nhiên thì phải biết tiết chế cái phần sử dụng nền một chút để làm sao mà nó có được cái cấp phân cấp về hình ảnh, có chính có phụ, và cái gì nó làm chính thì nó phải bật lên, và những cái phụ thì nó phải có được cái xử lý nó nhẹ đi một chút thì nó đỡ bị tranh chấp. Thế thôi ạ. Thầy Định đánh giá cho em điểm. Vâng, cảm ơn cô Huế. Thì nhìn chung cái bài này cả thầy cũng như là cô Huế, nếu mà nhìn vào cái bài này thì không đủ trình độ để chấm cho bạn đâu, bởi vì bạn đang để sai trường. Cô Huế nhìn thấy không ạ? Phổ thông cao đẳng thì nó là trường phổ cao, nó không phải là cao đẳng của chúng ta nhá. Cho nên là nói chuyện vui thôi, nhưng mà nếu mà sai một cái logo là sai hết tất cả rồi, để bạn để sai cái logo của trường đó. Thì với cái bài này thì cũng sẽ chấm cái mức điểm cao nhất của cái bài này. Công cụ em làm tốt rồi thì thầy sẽ chấm 6 điểm rưỡi công cụ và một điểm thẩm mỹ, thì tổng bài này sẽ được 7 điểm rưỡi. Thì cô Huế thấy phù hợp không ạ?
Bạn em là Phạm Đức Văn, lớp EC17340 và sau đây là bài trình bày của em ạ. Đầu tiên thì đến với móc góc áo thì em sử dụng one tool để tách nền, sau đó sử dụng bend tool để tạo ra vùng trọn cổ áo và tay áo, rồi đổi màu, sử dụng line boom để hòa trộn. Sau đó sử dụng drop shadow để tạo bóng của áo, mũ và ô em cũng làm tương tự. Tiếp theo là phần border thì em đầu tiên em cũng đổ nền, sau đó dùng brush để tạo ra những hiệu ứng vùng tròn ở dưới, và tiếp đến là đến với sản phẩm thì em sử dụng snake object để tách nền, sau đó Ctrl Z thêm một lớp, đảo ngược lại và giảm opacity xuống tạo hiệu ứng phản chiếu ở dưới. Rồi em dùng Strobe Shadow để em tạo bóng sáng làm nổi bật sản phẩm. Tranh và đá em cũng làm tương tự. Còn đến với Strobe nước thì em tạo thêm một lớp mặt nạ để em. Bài của em thầy đã sửa trên lớp rất là nhiều, thầy nhớ là thầy sửa trên lớp rất là nhiều, thầy cũng đã góp ý rất là nhiều, nhưng mà cái khâu trình bày của em nó hơi yếu một chút, nó hơi vấp nhé, thì bạn phải ăn sáng vào cho nó đầy đủ có hơi mà trình bày, chứ không là các bạn trình bày nó yếu lắm. Thì cái bài này thầy nhận xét chung một chút là màu sắc thì ok, màu sắc thì tương phản đẹp, có chính có phụ rõ ràng, tuy nhiên là cái hình ảnh ấy thì nó hơi bị lặp lại, nó hơi bị lặp lại hoàn toàn. Là em có thể ví dụ cái banner ngang thì em đã dùng cái lon rồi, thì cái poster thì em có thể dùng cái chai chẳng hạn, cả cái chai cả cái lon, hoặc là cái sandy chẳng hạn, em có thể dùng cái cốc cốc trào nước ra chẳng hạn, xong đặt thêm cái chai đằng sau hoặc cái ấy, thì nó có sự tương phản, nó có sự sự đồng điệu trong cái bài, gọi là nó có sáng tạo ra. Chứ một cái bài này thì em lấy mỗi, em chỉ cần làm mỗi một cái, xem em Ctrl Z sang, thế là em sẽ kéo sang, thế là xong, thì nó hơi đơn giản một chút nhá. Thì nhưng mà một cái chiến dịch truyền thông thì nếu mà đây là quảng cáo nguyên cái lon thì thầy không nói, nhưng mà đây là một chiến dịch quảng cáo của hãng web, của hãng bể up, thì nên có thêm chai vào nữa, rồi là có thêm các cái cốc vào nữa thì nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Rồi cái mũ kia, cái nền của cái mũ em đang sử dụng tổng thể là màu xanh, tuy nhiên là cái background của cái lưỡi chai nó đang hơi đậm, nó đồng màu với nền, thì em có thể là chỉnh cái mũ màu trắng, cả cái lưỡi chai màu trắng, hoặc là cái màu nền nó phải khác đi, hoặc là nó phải outer ground chỗ này lên thì nó mới sáng được nhá. Thì đấy là những cái mà bài này thì đã sửa rồi, thì thầy cũng đã góp ý rồi, thì xin mời cô Huế cũng góp ý thêm cho bạn ạ. Bài bảo vệ của mình em tên là Ngô Thị Diệp Ánh, lớp em tên 17340 và giảng viên hướng dẫn học thầy Vũ Văn Định. Và sản phẩm của em muốn sản phẩm của em làm là nước xả thải công kho. Đầu tiên là về phần áo thì là em có Enter Shadow, Enter Glow, Satin, Color Overlay, Gradient Overlay, Drop Shadow và em giảm Opacity xuống. Còn không thì nó sẽ được như thế này. Còn về phần ánh sáng này thì em dùng chế độ Screen thì nó sẽ được hòa vào ảnh, và em cũng can chương thêm một lớp. Thế nên là về phần cái phần gạch ánh sáng trắng em cũng dùng chế độ Screen giống như vậy. Còn về phần cái gạch đỏ ở dưới là em dùng công cụ là Rectangle để em vẽ, hoặc là em dùng Eyedropper để em đổ màu lên này. Tiếp theo là về phần poster và standee, em cũng làm tương tự giống như vậy. Về mockup thì em cũng chỉ đem thêm một chút kiểu. Rồi cảm ơn phần trình bày của bạn Ánh. Như bạn Ánh tắt mic đi. Anh tắt mic đi em bật lên rồi ok. Thì cái bài này thầy có đã thầy nhớ đã góp ý một thì hai hai lần gì đó, nhưng mà hình như là khi mà thầy góp ý thì em chưa sửa hoặc là quên chưa sửa hoặc gì đó. Thứ nhất là trong cái bài hoàn thiện tổng thể này, cái logo của trường em đang bóp nó hơi méo nhá. Thứ hai nữa là cái hình của banner ngang, cái bài này thầy nhớ là ở adjustment 1 hoặc là em có show một lần để nhờ thầy góp ý.
thì cái người của cái cô gái này này đang bị kéo bè ra, nó không đúng tỷ lệ. Tiếp đến là cái hình cơm pho thì em sử dụng được cái beaver embossment khá là nổi. Tuy nhiên là để mà sáng hơn nữa thì em nên tạo nên cái outer glow cho nó sáng hơn nữa. Với cái bài này thì đã nhìn thấy ở trên mạng một trang nào đó và chắc em cover lại đúng không? Em học theo đúng không? Cái một lần xả kia với cái hương thơm cái gì gì cái kiểu. Thì trên cái nền đỏ của em sử dụng cái tông màu 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 hơi vàng cát như này, thật sự là nó chưa làm nổi được cái sản phẩm lên. Trong cái trường hợp này em hoàn toàn là để chữ trắng cái thơm mát cái gì em zoom to cái banner ngang này một chút đi. Rồi thơm mát ngất ngây đến tận cuối ngày. Thì cái nội dung này bên nó vẫn còn rất là nhiều thì em hoàn toàn có thể để cho nó thành một dòng. Tại sao em để thành hai dòng làm gì đúng không, cho nó thành nó co cụm ở một chỗ thì em hoàn toàn có thể để hai dòng à, để thành một dòng thơm mát đến tận thành một câu thôi. Và một lần xả thì em để chữ trắng xong rồi em có thể tạo cái choker màu 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 đậm để cho nó sự tương phản. Thầy không thấy cái website ở đây cả. Đó. Bây giờ giả sử em up lên bất cứ một cái trang thông tin nào hoặc là em in ra thì người ta mua hàng ở đâu? Là đây chưa có. Sang đến cái poster và cái standee thì nó xảy ra cái trường hợp đấy là cả hai cái hình này bạn học ở trên mạng, bạn học các thầy cô nào đó đã up lên và bạn cover lại nhưng mà cover nó không đúng ý. Với cái hình hai cái hình người kia nó bẹt bẹt dí bẹt dụm lại. Đó. Rồi cái website thì nó nhỏ xíu ấy, đúng không ạ? Chưa tính là cái cơm pho một lần xả cái kia. Cái phần ở bên trên nó đang trống rất là nhiều thì không thấy em tạo ra một cái thầy không thấy em để cái logo lên đấy mà em phải tại sao em phải để nó xuống tận dưới này. Em copy thì em phải phải khi mà mình Bạn đang bị lỗi một cái tình trạng, đó là bạn ấy không biết hay là do sơ ý, nhưng mà bị mắc tình trạng là không giữ giữ shape, hoặc là có thể là hay bị, cho nên là hình ảnh và kể cả logo của trường cũng đang bị bóp méo, ngay cả cái ô cũng đang bị bóp méo, để tức hình ảnh nó hơi bị méo. Chứ bạn này cũng biết sử dụng công cụ đấy, nhưng mà cái phần thầy vừa nói về phần chữ rồi sử dụng màu rồi hiệu ứng những cái layer style thì hiệu quả hơn một chút nữa ở những cái phần thông tin thì người ta mới đọc được, và cái nào là chính cái nào là phụ thì mình cũng phải rõ hơn một chút nữa đấy, thì cái đấy thì bài của mình nó sẽ hoàn thiện hơn. Cô ấy xin hết, xin mời thầy định đánh giá cho em điểm. Thì cô có thấy phần trình chiếu của em chưa? Thấy rồi em ơi, trình bày đi em. Vâng. Em xin giới thiệu, em tên là Đoàn Hải Tuân, đến từ lớp EC17340 và giáo viên hướng dẫn bộ môn Photoshop của em là thầy Vũ Văn Định. Về phần hôm nay em xin được trình bày về phần bảo vệ cuối kỳ của em. Về phần này thì em sử dụng là em làm về thương hiệu Burger King, một thương hiệu đồ ăn nhanh. Đầu tiên là về sản phẩm áo. Sản phẩm áo của em thì em sử dụng pen để tạo hình tròn, sau đó thay đổi tay áo, cổ áo thành màu vàng, sử dụng Radiant để làm phần background cho phần sản phẩm. Phần logo thì em có bớt Smart Tool Offset xong rồi đưa sang phần ngược trái. Phần này thì em có sử dụng thêm về phần cover để làm phần hình phần hiệu ứng ánh sáng cho màu sắc cho nó phù hợp và đẹp hơn. Phần mũ em cũng làm tương tự như vậy, thay đổi nốt mũ và phần lưỡi chai thành màu vàng. Ở trên thì em có sử dụng thêm một lớp bóng mờ để tạo lên cái phần vân bò cũng như là phần chỉ cho nó chân thực hơn. Phần nô em cũng làm tương tự, thay đổi cá nô từ màu đen thành màu xanh dương. Sau đó thì làm cho nổi bật giữa ánh sáng bên trong ô và ánh sáng bên ngoài ô. Về phần poster của em thì các trái cà chua này thì em sử dụng Magic Wand Tool để tách nền, tách tách thành phẩm ra. Sau đó thì em sử dụng Garden Blur để làm mờ hiệu ứng cái trái cà chua này. Sau đó về phần chữ thì em dùng tay tool để gõ chữ và chọn cơ chữ, phông chữ cũng như cơ chữ phù hợp. Phần khung vàng này thì em sử dụng Garden Tool để tạo thành khung vàng, sau đó đưa chữ Order Now lên trên. Sản phẩm thì em sử dụng Magic Wand Tool để tách sản phẩm, logo và cả logo nữa. Tiếp tục là về phần background thì em sử dụng rất nhiều các texture, tia lửa lửa hay là các hơi nóng, sử dụng các chế độ pha trộn scan hay là blue. Em cũng sử dụng thêm về phần mặt nạ để tạo cái phần pha trộn để cho phần mặt nạ cho cái bàn. Phần này về phần background này em sử dụng là nhiều trong phần adjustment, nhất là phần cover để có thể hòa trộn các cái màu sắc với nhau, chuyển màu bàn này từ màu trắng thành màu đỏ để mết với màu lửa.
Tiếp theo là về phần standee thì em cũng làm tương tự phần poster, em căn chỉnh lại bố cục cho nó phù hợp với cả phần bố cục giọng. Banner em cũng làm tương tự như vậy. Về phần sản phẩm thì sau khi em làm xong thiết kế xong sản phẩm của em thì em gộp nó thành một layer, sau đó em collecting mask vào một cái phần shape và em sử dụng pen để phần shape. Về phần media của em thì em sử dụng trên thanh option này để căn chỉnh sao cho nó dọc và ngang, cho nó cân đối, và sử dụng thêm texture về phần tia lửa ở phía trên. Tiếp theo là về phần mockup poster thì em sử dụng một lớp mặt nạ, sau đó em sử dụng các hiệu ứng bóng đổ màu sắc, bóng đổ cũng như ánh sáng là Interstellar hay là Guardian Overlay. Do bên ngoài của cái lớp poster này có một cái lớp kính nên nó sẽ phản chiếu những cái sự vật bên ngoài đường, nên là em sử dụng collecting mask để tạo cái hiệu ứng phản chiếu đó. Về phần mockup của banner em cũng sử dụng collecting mask như vậy. Standee hay là biển vẽ thì em cũng sử dụng các hiệu ứng tương tự để phù hợp với hoàn cảnh ngoài trời cho nó chân thực nhất. Còn về phần biển vẽ thì em có sử dụng thêm một lớp Guardian để làm nổi bật cái biển vẽ này của em. Và cuối cùng là về bài hoàn thiện của em trình bày các thông toán để thầy cô các bạn dễ quan sát, sử dụng thêm các lớp mặt nạ để căn chỉnh sao cho nó phù hợp. Trên đây là toàn bộ bài bảo vệ của em. Thì cô các bạn, em là Ngô Quang Tùng, sinh viên lớp EC7340. Hôm nay em xin phép được thuyết trình bài assignment hoàn thiện của em. Giáo viên hướng dẫn là thầy Vũ Văn Định. Thì đây là bài assignment hoàn thiện của em. Đầu tiên là về phần em giới thiệu ở phần banner. Thì banner em có lấy texture gỗ ở trên mạng, sau đó là em Ctrl-Z một lớp lên, em sử dụng chế độ Moon UTT để em làm đậm màu lên, sau đó là em dùng Hue Saturation để chỉnh màu cho nó đậm lên. Tiếp tới là cái phần khung ảnh thì em dùng Ellipse Tool để em vẽ ra những cái vùng nền, sau đó là em giảm opacity lên để tạo có hiệu ứng nền. Về phần chữ thì em sử dụng Rounder Tool để sau đó em bo góc vào. Và mấy cái chữ thì em sử dụng Outer Glow để tạo màu sáng. Tiếp tới là phần poster. Poster thì phần nền thì em cũng lấy texture gỗ và em chỉnh màu sao, chỉnh màu để cho nó nhìn nó tươi hơn. Và em sử dụng công cụ tool để tô đen phần gỗ này để làm nổi bật lên cái sản phẩm bánh burger của mình. Còn mấy phần bánh thì em sử dụng công cụ ben để em cắt ra, và phần đổ bóng em sử dụng drop shadow và cộng thêm cả ellipse tool, và em dùng Gaussian blur để làm mịn đi cái phần bóng. Phần chữ thì em cũng làm tương tự như banner. Tiếp tới là phần standee. Standee em phần background em cũng phần nền em cũng làm tương tự. Em đổ màu tương tự như phần poster. Thì cô đưa ra những nhận xét rồi ạ. Cảm ơn phần trình bày của bạn Quang Tùng. Thì nhận xét chung của bài của bạn là khá là sạch sẽ, trình bày bố cục cũng khá là gọn gàng. Tuy nhiên là có những cái mà có những phần mà mình cũng làm nó chưa tốt. Ví dụ như phần sandy chẳng hạn, cái phần gỗ của em kìa, nó hơi bị dày nhá. Cái phần gỗ của đáy gỗ bên hơi bị dày. Nếu mà gỗ của em nó nhiều, cái diện tích nó nhiều như thế thì em phải cho cái gì vào đó, hoặc là em phải cho cái địa chỉ cũng như số điện thoại thành ba dòng thì nó mới đỡ bị trống cái khoảng đấy, và tự nhiên là cái phần gỗ nó hơi nặng nề thì em nên thay đổi lại một chút ở cái chỗ đấy cho nó phù hợp hơn. Thầy cũng nhận thấy cái tích cực của em ở đây là các cái chữ của em trình bày thì mình đã, bạn học ở trên mạng đúng không? Bạn đào các cái phông chữ trên mạng về thì bạn đã vận dụng được nó cũng khá là tốt. Thầy tưởng là nguyên một cái file vector, tuy nhiên là thầy xem phông chữ thì bạn đã có được cái phông chữ này và bạn đã trình bày nó khá là phù hợp và rất là sáng tạo cho cái quá trình mà mình lấy được cái tài nguyên ở trên mạng về nhưng mà mình biến thành cái của mình. Cái đấy là cái mà thầy cũng khích lệ, về sau này chúng ta đi làm chúng ta cũng cần phải có một cái sự sáng tạo như thế. Nhưng nếu mà chúng ta tự tạo ra nhiều khi cũng không thể là cũng nó cũng gặp khó khăn, nhưng mà mình biến cái của người khác thành cái của mình thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều.
Bạn Uyên từ từ đã Uyên ơi. Tùng, tại vì em sợ là máy của em nó sẽ chậm lên. Người khác đang trình bày mà em lại nhảy vào thế nào? Bỏ cái phần trình bày của em bật Tùng bật to hơn một chút đi. Bạn Tùng trình bày Tùng bật lại em thấy, thấy đấy rồi. Thì với cái bài của bạn Tùng như này thì ở trên cái banner ngang ấy, em cũng nên đẩy nó cái banner ngang. Em xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Phạm Thị Uyên. Em là thành viên của lớp EC17340 và giáo viên hướng dẫn của em là thầy Vũ Văn Định. Hôm nay em xin phép là thuyết trình về bài bảo vệ của em. Đầu tiên là em xin nói về áo. Để làm ra áo thì đầu tiên là em đổ nền bằng gradient tool, và sau đó thì em sẽ tách nền áo bằng eraser. Với phần logo thì em sử dụng là tách logo bằng eraser, xong rồi em đưa vào áo. Với phần áo này thì em sử dụng là drop shadow để tạo một cái bóng cho nó. Em đổ màu áo bằng hue saturation. Với mũ hay là ô thì em cũng làm tương tự, nhưng mà với mũ thì hình gốc của nó thì ở đây có một cái lá, thì em dùng path tool để đưa ra một vùng mới để có thể che cái chi tiết cũ đi. Và em đổ màu bằng em đổ màu với mũ và ô là bằng Ctrl U. Tiếp theo là với cái banner thì em đổ nền cũng tương tự, nhưng mà tiếp theo là cái bảy cái ảnh này thì em dùng clipping mask để đưa các cái ảnh vào các cái khung. Với phần chữ BTS Mew thì em có sử dụng là stroke và drop shadow để có thể tạo viền. Tiếp theo là phần chữ the và chữ little the time collapse thì em cũng sử dụng là tie tool. Với chữ the này thì em sau khi gõ ra thì em Ctrl T và em xoay chiều nó. Với phần logo của chữ BTS này thì em có đưa vào và sử dụng sử dụng chế độ hòa trộn là color burn. Logo thì em cũng đưa vào tương tự thôi. Với cái miếng gà này thì em sẽ tách nền ra bằng cả eraser và bằng pen, và sau đó em sẽ đổ bóng có các cái như là khoai tây, coca hay là hai gói sốt này thì em cũng làm tương tự. Với phần khung của Binow thì em dùng là Round Rectangle Tool để em tạo ra một cái khung có đường viền tròn. Với chữ Binow thì em gõ ra dùng một cái effect là Drop Shadow và chuyển màu cho nó. Với poster hay là với standee thì em cũng làm tương tự, nhưng mà với poster thì em có thêm ba cái hình này là em tách nền ra, xong sau đó thì em đưa vào. Với cái hình này thì em Ctrl Z lên để lấy hai hình, và sau đó em lật hình lại em đưa vào. Với cái logo này thì em cũng chỉ là tách nền và đưa vào. Với hai cái hình ở đây thì là em dùng ellipse tool để em vẽ ra và em đổ màu dùng gradient. Với hình người này thì em cũng chỉ là tách nền, em tách bằng cả là eraser và bằng pen. Tiếp theo là phần standee của em thì có một phần khác là em có đổ màu cho chữ BTS Mew và em vẽ ba cái khung này, gọi là một khung lớn, một khung nhỏ và một khung trên cùng, thì em dùng là rectangle tool để vẽ ra. Với cái hình này thì em có đổi màu cho nó từ màu tím sang màu đỏ là em dùng Ctrl U. Với tiếp theo là các phần mockup. Đầu tiên là mockup render. Mockup render thì em cũng chỉ là đưa vào thôi. Các mockup còn lại thì em cũng làm tương tự. Chỉ riêng là mockup biển vẫy thì em có dùng ellipse tool để cho cái bài assignment hoàn thiện này hình không bị méo, thì em có sử dụng thêm là một số cái mặt nạ để căn chỉnh vào cho nó phù hợp với khung hình. Em xin cảm ơn thầy và cô đã nghe. Rồi, cảm ơn phần trình bày của bạn Uyên. Thì bài của bạn Uyên trình bày khá là tốt. Thứ nhất là về thầy nhận xét chung một chút là về công cụ cũng như là các cái thẩm mỹ.
Thì bài này thầy cũng đã sửa hình như là khoảng 2-3 lần trong các cái tuần trước khi mà triển khai rồi. Tuy nhiên là chắc là những cái bài trước thì thầy mới chỉ xem cái phần poster Sandy thôi, mũ áo ô. Chứ nếu mà thầy mà nhìn cái mock-up biển vẽ kia thì chắc là thầy sẽ bỏ ngay. Bởi vì thứ nhất là nó không đồng bộ lắm. Thứ hai nữa là cái logo của cái biển vẽ nó đang nghiêng nhá, nó đang nghiêng, nó không đúng. Cho nên là em phải xem lại cái tỷ lệ cái đường gióng của cái trục kinh nghiệm nó là ngang, mà tự nhiên cái logo của em đặt xiên thì nó không phù hợp một tẹo nào cả. Tiếp đến là cái Sandy thầy không ưng lắm cái table, cái gọi là cái khung kia đâu. Nó không phóng khoáng mà trông nó bị bó buộc quá nhá. Thì đấy là cái góp ý trong cái bài này thì cũng làm khá tốt đấy, nhận xét chung. Thì một vài các cái góp ý nhỏ nhỏ đấy thì em lưu ý lại. Thì các bạn học marketing và bạn làm được như này thì cũng rất là khá rồi. Xin mời cô Huế góp ý thêm cho bạn. Cái màu tím là cái màu dành cho gọi là gì nhỉ? Hóa học, độc tố. Đó, thì các bạn lưu ý. Nhưng mà đây, bởi vì khi mà bạn là trình bày cái bài này thì thầy cũng đã xem trên mạng cũng như tìm hiểu các cái dòng sản phẩm này, thì họ đang kết hợp giữa hai màu, đó là màu màu vàng của dòng sản phẩm và màu tím của hãng, của cái ban nhạc kia, thì để tạo ra cái sản phẩm này. Nó chỉ riêng cái giá trị tại cái thời điểm ấy thôi, còn nó sau này các cái sản phẩm khác chắc chắn nó sẽ chuyển thành màu vàng. Thì đấy là thầy cũng chia sẻ với cô Huế cũng như các bạn khác trong lớp, bởi vì các thầy cô cũng phải nắm được cái các bạn khác trong lớp cũng phải nắm được là chúng ta không dùng màu tím cho đồ ăn. Nhắc lại một lần nữa là chúng ta không dùng màu tím cho đồ ăn, bởi vì nó là màu của độc tố, màu của hóa học nhá. Thấy rồi em ơi, trình bày đi em. Xin chào chuyện của mình. Đầu tiên là về phần áo thì em tắt xe rồi em ơi, cô không nhìn thấy gì cả. Hay... em sử dụng lệnh pen để cắt áo và tách nền áo và tách nền logo ạ. Bởi vì đầu tiên cái áo của em là nó có màu đen nên là em sử dụng Ctrl L để chỉnh từ màu đen sang màu trắng. Tương tự như vậy thì về phần mũ và phần ô em cũng làm tương tự ạ. Tiếp theo là về phần banner thì đầu tiên để tạo được cái nền trời màu xanh thì tạo nền trời màu xanh thì em cũng sử dụng lệnh gradient tool để vẽ để đổ nền. Sau đó thì em sử dụng lệnh brush tool để tạo ra những cái dải mây. Tiếp theo là em sử dụng lệnh pen để cắt ra được những cái thảm cỏ và cái nền thảm gỗ. Sau đó thì em có giảm opacity của cỏ và nền trời xuống để làm nổi bật hơn sản phẩm và cái thông điệp mà em đang muốn truyền tải tới. Tiếp theo là về phần sản phẩm thì những chai sữa này thì em sử dụng lệnh pen để cắt. Sau đó thì em nhân đôi và giảm opacity xuống để tạo độ bóng. Về trái cây thì em cũng sử dụng lệnh pen và cắt và căn chỉnh sao cho phù hợp với lại khuôn hình. Tiếp theo là về phần chữ thì ở chữ vị ngon này thì, đầu tiên là em sử dụng lệnh lasso tool để tạo vùng chọn. Sau đó thì em nhân đôi layer và đổ để tách được hai cái nền màu trắng và màu xanh. Tiếp theo là em sử dụng lệnh effect và drop shadow để đổ bóng cho chữ. Tương tự như vậy thì về phần chữ thật sự thiên nhiên này thì em cũng sử dụng cái đổ bóng. Bên cạnh đó thì về phần logo thì em cũng sử dụng Ctrl L để tạo độ đậm nét hơn cho cái logo để không bị chìm vào cái nền trời. Tiếp theo là về phần poster thì đầu tiên là về phần nền thì em cũng sử dụng Gradient Tool để tạo. Sau đó thì em sử dụng pen để cắt ra các lớp đá và nhân đôi layer ra để tạo thêm được nhiều lớp đá hơn ạ. Sau đó thì em sử dụng lệnh brush tool để tạo ra được những cái dải nước tung té này. Tiếp theo là về phần sản phẩm thì em có sử dụng lệnh pen tool để cắt và sử dụng thêm một lớp mặt nạ để tạo cho sản phẩm của mình nó được nằm sâu hơn vào trong cái lớp đá và lớp nước, tạo sự tự nhiên hơn. Về phần quả thì hoa quả thì em cũng sử dụng lệnh pen tool để cắt, sau đó thì em giảm opacity xuống để tạo cảm giác như hoa quả đang chìm ở trong cái làn nước đá.
để tạo sự tươi mát. Về phần logo thì em cũng làm tương tự ạ. Tiếp theo là về phần standy thì em cũng làm tương tự như poster, tuy nhiên thì em có thay các lớp đá thành các lớp sữa để tạo sự tươi mới hơn. Về phần móc cắt của điểm, về phần nhận xét thì đưa ra những cái ưu nhược điểm trong cái phần thiết kế của cái bài đề tài về TH Trung Yêu rồi, và cũng cái những cái mà ví dụ như hạn chế là vị ngon rồi các thứ thì lúc em trình bày thì cô cũng nhìn ra thì thầy thì đã nói rồi. Nhưng tuy nhiên thì bạn này cũng là một trong những bạn mà có cái khả năng sử dụng được cái phần công cụ và cái phần trình bày bạn cũng rất là rõ ràng, thì chắc là hy vọng là các cái ứng dụng về sau thì bạn ấy cũng sẽ làm tốt hơn, điều chỉnh một chút và có sự thống nhất, như là thay đổi về hình ảnh như là thầy vừa nói thì bài nó sẽ hiệu quả hơn. Thì như cái phần poster thì không có thông tin, có mỗi chữ TS, Chumiu, logo đấy thôi, và có cái vị ngon thật sự thiên nhiên, còn chưa thấy có ít nhất là số điện thoại hoặc website, ví dụ như người ta lại gần ấy thì khi đã kéo người ta lại gần rồi thì người ta cần có cái contact để liên hệ thì nó sẽ nhanh hơn, tức là nó có cái công năng trong cái việc đáp ứng cái thông tin về truyền thông thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Cô ấy xin hết, xin mời thầy Định đánh giá cho em.